Xin chào các anh chị, ngày hôm nay thì Kim Hoa sẽ giới thiệu đến các anh chị nhà mình hai phiên bản của một loại vật liệu chuyên dùng cho ngoài trời đang làm mưa làm gió trong thị trường ngoại thất hiện nay, đó là sản phẩm gỗ nhựa ngoài trời. Cái phiên bản thứ nhất mà Kim Hoa muốn giới thiệu là cái phiên bản mà anh chị hay đi hồ bơi á, khu vực hồ bơi thì mình thấy lát cái sàn gỗ nhựa ngoài trời á, như thế này thì dùng cho khu vực hồ bơi rất là nhiều luôn ha. Đó. Ở đây thì Kim Hoa có chuẩn bị hai bảng sàn là 4 lỗ vuông. Đó, ở đây là 4 lỗ vuông, còn đây là 6 lỗ tròn nè. 6 lỗ tròn nè. Đây là 4 lỗ vuông ha. Thì dù là lỗ vuông hay lỗ tròn thì đều rất là cứng cáp và chắc chắn. Nhưng mà cái lỗ tròn á thì khi mà cảm nhận khi mà mình cầm trên tay thì nó sẽ nặng và nó cứng cáp hơn. Tuy nhiên cái bảng này là mình dùng ngoài trời cũng đã thoải mái từ 15 đến 20 năm rồi các anh chị. Cái giá của bảng này cũng sẽ thấp hơn cái bảng lỗ tròn chút xíu ha. Thì cái sàn gỗ nhựa ngoài trời này ngoài để lắp hồ bơi thì các anh chị hay thấy là mình dùng để lắp cho khu vực ban công nè, hay là lối đi sân vườn, hoặc là mình làm cái sàn cho khu vực nhà chòi á, cái nhà nhậu, cái nhà tiếp khách đó các anh chị, thì rất là đẹp luôn ha. Cái phiên bản sàn gỗ nhựa ngoài trời này thì Kim Hoa sẽ có 4 màu. Đây là cái màu gỗ sáng. Đây, màu gỗ sáng này thì là vân 3D ha. Thì có một bên sọc nữa. Tác dụng của hai cái mặt này để cho các anh chị là dùng cái mặt gỗ một thời gian rồi mình không có ưng nữa thì mình có thể chuyển sang mặt còn lại. Còn đây là cái phiên bản mà lỗ vuông thì sẽ có cái bề mặt là 2D thôi, nó không có nổi. Đó, nó cũng sẽ có một mặt sọc để cho các anh chị mình là thích dùng mặt nào thì dùng ha. Ngoài ra thì Kim Hoa còn có cái bảng màu xám nữa. Tất cả cái dòng sàn gỗ nhựa ngoài trời thì sẽ có 4 màu mô phỏng những cái màu gỗ tự nhiên như thế này. Đó. Nhưng mà theo ý thích riêng của Kim Hoa thì Kim Hoa thích cái màu gỗ sáng này hơn. Tại vì cái màu này nó gần gũi với cái màu gỗ tự nhiên hơn. Thì Kim Hoa thích cái này hơn ha. Bạn này thi công thì mình phải dùng hệ khung xương nha các anh chị. Vì cái sàn này rất là nặng và cứng, để đảm bảo cho công trình của mình được cứng cáp và chắc chắn hơn thì mình phải dùng thêm một cái hệ khung xương. Ở đây Kim Hoa chuẩn bị sẵn cho các anh chị xem là hai cái hệ khung xương. Một cái hệ khung xương đây là bằng gỗ nhựa, nhưng mà cái này là đặc nha các anh chị. Gỗ nhựa đặc như thế này. Đây. Còn một cái hệ khung xương nữa là một hệ khung xương bằng sắt hợp. Thì Kim Hoa thấy là đây là cái hệ khung xương thông dụng nhất luôn. Đó, rất là cứng và chắc. Khi mà mình làm hệ khung xương ở những cái mối nối á, ở đây Kim Hoa có chuẩn bị sẵn một cái hệ khung xương như thế này. Ở những cái mối nối này thì mình cần xịt những cái sơn chống rỉ khi lên công trình thực tế nha các anh chị. Còn ở đây Kim Hoa hàng sẵn cho các anh chị xem như thế này thôi, để mình dễ mô phỏng ở trên bàn á. Tiếp theo Kim Hoa sẽ giới thiệu cho mình một cái phiên bản nữa trong cái dòng sàn gỗ nhựa ngoài trời, đó là cái phiên bản là vỉ gỗ nhựa ngoài trời. Thì cái vỉ gỗ nhựa ngoài trời Kim Hoa đang chuẩn bị ở trên bàn đây là sẽ có hai bạn, một bạn là vân sọc và một bạn là vân gỗ 3D. Đây, một bạn vân sọc và một bạn vân gỗ 3D ha. Cũng sẽ mô phỏng những cái màu như là cái màu của sàn gỗ nhựa ngoài trời thôi. Đây. Ở đây Kim Hoa chuẩn bị hai cái bạn, đây là hai bạn vân sọc hết để khi mà mình lát lên. Đây, mình lát lên thì nó sẽ trông như thế này nha các anh chị. Bạn này dễ vệ sinh lau chùi lắm. Ví dụ như mình lát nhà vệ sinh đi, mình cứ để xà bông lên là mình chà thôi. Hoặc là mình dùng cho khu vực ban công á các anh chị thì mình vệ sinh xịt nước hay là xà phòng rất là thoải mái luôn. Ở ngoài ban công thì tất nhiên sẽ không tránh khỏi nè nắng mưa nè, hay là mình dùng nước mình tưới cây nó sẽ rơi vẩy ra cái sàn ban công của mình rất là nhiều. Nhưng mà sử dụng những cái vỉ gỗ nhựa ngoài trời này á thì đảm bảo có thể là thời gian lên đến là 10 năm 20 năm là chuyện bình thường ha các anh chị. Ở bên đây thì Kim Hoa cũng chuẩn bị một cái vỉ gỗ tự nhiên để cho các anh chị mình so sánh. Ở đây là vỉ gỗ tự nhiên có 6 cái thanh đó, còn cái vỉ gỗ nhựa của mình sẽ có 4 thanh. Những cái rãnh này là dùng để cho nước thoát đi một cách dễ dàng khi mà mình lót ở khu vực ban công hay là nhà vệ sinh ha các anh chị. Đó. Thì dù là vỉ gỗ tự nhiên này hay là vỉ gỗ nhựa thì ở phía bên dưới này, ở phía bên dưới nó cũng sẽ có những cái đế nhựa như thế này. Đó. Để làm chi? Để mình lắp ghép được một cách dễ dàng. Đây, ở đây Kim Hoa lắp sẵn cho các anh chị xem là khi mà cho ra một mặt phẳng là nó sẽ như thế này ha. Đây, nó có những cái móc nối, những cái khóa như thế này thì mình cứ đặt xuống và nó sẽ cho ra một cái mặt phẳng rất là đơn giản luôn.
Rồi. Chỉ cần một thao tác nhẹ là Kim Hoa đã có thể thi công được cái vỉ gỗ nhựa như thế này rồi các anh chị, rất là đơn giản luôn ha. Đó, cho nên là đối với những cái sản phẩm này thì ở nhà anh trai nào mà mình khéo khéo một chút xíu là đã có thể thi công được cái bạn này rồi. Sản phẩm vỉ gỗ nhựa này thì các anh chị có thể dùng cho lối đi nè, sân vườn hay là nhà vệ sinh hay là khu vực ban công. À, như Kim Hoa nói nãy giờ, nó rất là hữu dụng và có thể là tự lắp đặt được. Ở nhà mà anh nào khéo khéo thì sẽ mua về có thể lắp đặt tặng cho vợ một cái ban công chiêu chiêu rất là dễ dàng luôn ha các anh chị. Trước đây thì mình sẽ dùng vỉ gỗ tự nhiên, nhưng mà dùng vỉ gỗ tự nhiên thời gian là nó sẽ bị ẩm mốc nè, bị mối mọt hay là bị nó sẽ bị mục nát. Còn đối với cái vỉ gỗ nhựa này thì hoàn toàn mình không có gặp vấn đề trên ha. Vừa rồi thì Kim Hoa đã giới thiệu đến các anh chị hai phiên bản của cái dòng gỗ nhựa ngoài trời dành cho khu vực là sàn ngoài trời. Hy vọng những gì Kim Hoa chia sẻ hữu ích đến các anh chị. Cảm ơn đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.